Chào các bạn, mình là cô đồ bé bự đây. Các bạn có biết trên tay mình bây giờ là cái này là cái gì không? Đây chính là linh hồn của chiếc khẩu trang y tế. Chiếc khẩu trang KN95, đó là vải lọc kháng khuẩn. Các bạn biết không, lần đầu tiên mà cô xem một cái video của bên đài truyền hình khi họ làm phóng sự về việc làm giả khẩu trang ấy, thì cô cảm thấy rất là nhiên ốc, sao người ta lại lấy cái cuộn giấy vệ sinh để người ta làm. Và lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy cái sản phẩm này. Đây là một cái cuộn sản phẩm vải lọc kháng khuẩn đạt chuẩn đấy các bạn ạ. Thì các bạn biết không, cô là người ngoại đạo, cho nên là khi mà được làm trong lĩnh vực mới như thế này thì có tất nhiên là khá là khó khăn, bởi vì có quá nhiều những cái kiến thức mà mình cần phải học ấy. Thế nhưng mà các bạn biết không, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái thiết bị sản xuất của bên mình nhập về, thổi những cái hạt nhựa PP nhỏ li ti như những hạt gạo màu trắng trắng như thế, từ phễu nhập liệu hút chân không, thông qua cái hệ thống máy đun nhựa và sau đó thổi, và trở thành những cái sợi tơ, và sau đó thổi vào một cái bản như thế này, và sau đó thì trở thành những cái tấm, tức là một cái khung khá là rộng như thế này, và có những cái lưỡi dao cắt thành cái hình, thành cái chiều rộng như để sản xuất khẩu trang như thế này. Thì tất nhiên cái này hình như hơi rộng hơn thì người ta sẽ phải cắt. Thế và các bạn biết không, khi mà một cái cuộn như thế này rất là đắt các bạn ạ. Đây này, mình có thể lấy cái cuộn này mình đi mình bán thì cũng được rất nhiều tiền. Nhưng tất nhiên đây là hàng mẫu và mình không làm như thế. Nhưng ý của cô muốn chia sẻ với các bạn đó là gì? Đó là đây chính là một cuộn, nhưng không phải là cuộn giấy vệ sinh, mà là cuộn vải lọc kháng khuẩn. Vải lọc kháng khuẩn trong tiếng Trung là rúng phân bụ. Rúng phân bụ. Thế và vải này rất là đắt các bạn ạ, bởi vì được sản xuất từ những hạt nhựa. Cô xem cái tên khoa, chính xác tên của nó là gì. Tên đầy đủ, tên tiếng Anh của cái hạt này là polypropylene. Không biết là cô đọc đã đúng chưa, nhưng mà viết tắt là hai chữ PP, PP. Và cái này thì cô đã nói thật với các bạn là như thế này. Lúc đầu ấy, khi mà mình bắt đầu đến công ty này, thì hôm nay mình đến đây đã là tuần thứ tư của tháng đầu. Thế và mình lúc đầu thì là mình ngồi xem các video này, xong sau đó là mình tra các từ, các cụm từ. Và nhưng mà nói chung là mình cũng rất là mông lung mà không biết là sản xuất như thế nào. Và sau khi mà mình được đi sang xưởng ở bên cái xưởng của nhà máy sản xuất Minh Quang ở bên Đông Anh ấy. Thế và sau đó là lắp thiết bị máy, và thiết bị rất là lớn các bạn ạ, thiết bị hàng mấy trăm tấn hay mấy chục tấn gì đó. Và cái máy cẩu, người ta cẩu thì cô nhìn và quan sát thấy người ta dưới cái nhiệt độ nắng hầm hập như thế, và công nhân người ta làm cảm giác như là đúng thực sự là mỗi một giọt mồ hôi, là tức là mỗi một đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi và nước mắt của người lao động. Thế và sau đó thì cô mới thấy, khi mà người ta lắp thiết bị xong rồi, đến ngày hôm sau bắt đầu cho chạy máy, thế và cái sản phẩm này nó ra này các bạn này, thì cảm thấy thực sự là cô cảm thấy là ôi, những cái mình chỉ là người tiêu dùng thôi. Ví dụ như một chiếc áo như thế này, mình mua nó đẹp hay không đẹp, mình chỉ mua về và mình chỉ tốn cái tiền đó thôi. Chứ còn nói thật là nếu như mà để cho cô sản xuất một cái áo như thế này, cô sẽ bán mấy chục triệu, chứ không phải là chỉ bán có mấy trăm nghìn như thế này. Vì thế cho nên là mình phải được tận mắt nhìn thấy cái công đoạn, cái quá trình sản xuất, thì mình mới biết được là người lao động vất vả như thế nào. Và mới biết được rằng là để ra được một cái sản phẩm thì những cái nhà nghiên cứu khoa học, những kỹ sư, người ta đã phải miệt mài nghiên cứu như thế nào. Thế và tại sao mà người ta dùng giấy vệ sinh để sản xuất khẩu trang giả, là bởi vì là thực sự nhìn cái này cũng rất là giống, đúng không các bạn? Nhưng mà nói thật với các bạn, một cuộn giấy vệ sinh chắc là rất rẻ. Thế còn để có một cái cuộn như thế này thì chắc chắn là rất đắt. Phó lão sư, 这个是多少? 这是也不是很重, 几公斤吧? 然后价格,
价格是多少？一公斤是多少钱？五千。现在不知道了，现在越南的行情可能也要，好像前两天问的行情都有700兆一吨，700多兆一吨，700多兆就20万一吨，700多兆一吨是多少钱一公斤啊？700兆一吨呢、啊？700-800 triệu một tấn đấy các bạn ạ, 700-800 triệu một tấn thì là hàng chính không? 700-800 triệu một tấn. Thời gian cao nhất là 1.8 tỷ, 1.8 tỷ, 1.5 tỷ. Cô nói là ngày trước ấy, bây giờ thì cái giá nó đã ổn định rồi, còn ngày trước thì có những lúc nó lên đến cao điểm là tận 1.7-1.8 tỷ một tấn. Bây giờ thì là tầm khoảng 700-800 triệu một tấn. Mà cái này đã là mấy cân rồi các bạn? Ây da! Cho nên là cái này đã là tiền triệu. Tiền tiền. Cô gọi xem nào. Ví dụ đây là 5 cân. Ủa xoan thì sao? Ủa tờ su xuyên bú sư hẳn hảo. 700 dạo 1 tuần chú 1000 mà. Chứ giả rú sô chứ 5 công trình nè. 10 công trình. Nó sẽ cài tuổi rào chế. Thì chứ xoan cái tuổi. Thì chứ xoan 1 công trình tuổi chế mà. 700 dạo 1000 我在找，零太多了，我也报。对，七百。七百兆。七百兆，这是七百兆吧？除以多少？一千呢？一千对。70万。700。700千。嗯，700千。公斤。一公斤。然后这个，假如说这个是十公斤，那就是七兆了。对。差不多一个月的工资了，我拿走了，走，再见。还有三口。对，还有三口，我不干了，我不工作了，我拿去卖，我拿去卖。应该没有合同工作吧？假如。那就五公斤就是了吧？三个月的工资，我不干了。现在还是最低价的时候嘞。是。最高价的时候，你说这一捆多少钱？我不干了，我不干了。我活不干了，我拿去卖。哇，这一会儿就这么贵，哇哦！是啊，中国最贵的时候卖到70多万一吨，70多万一吨，70多万一吨是，70多万一吨那里7000人民币一公斤吧，700。反正他比我值钱。các bạn ạ, một cái cuộn mà cô vừa mới cầm lên như thế, nếu như mà tính theo cái giá thấp nhất bây giờ thì nó là 7 triệu một cái cuộn như thế, thì nếu là cái cuộn giấy vệ sinh thì và bây giờ thì cái tình hình bệnh dịch nó rất là phức tạp, cho nên là có thể là cái giấy vải lọc đó sẽ đắt hơn nữa, bởi vì giấy vải lọc này được sử dụng cho rất là nhiều lĩnh vực và đặc biệt là trong sản xuất khẩu trang y tế và khẩu trang y tế chuyên dụng. Thế thì một cái máy sản xuất, một cái thiết bị sản xuất vải lọc này, một cái máy loại nhỏ sản xuất được khoảng 270 kg. Nên cơ 270 công trình là 1000 mà. Mỗi một ngày sản xuất được khoảng 270 đến 300. Thực ra nếu như mà cái độ mịn nó càng mịn thì cái gọi là cái số lượng ấy nó sẽ gọi là cái trọng lượng, cái lượng sản xuất ra thì nó sẽ ít đi. Thế nhưng mà nếu như mà có thể dao động từ 300 đến 350 kg một ngày. Thế bạn thử tưởng tượng xem 700.000 mình tính theo cái giá thấp nhất nhé. 700.000 một kg mà nhân với lại là 300 kg một ngày thì mỗi một ngày xưởng sẽ sản xuất được 210 triệu, và nhân với khoảng một ngày thì để cho máy nó nghỉ đi, nhân với 20 ngày thì sẽ là 4.200 triệu đồng. Thế và một cái bộ máy người ta bỏ ra mua khoảng 6-7 tỷ, thì trong vòng khoảng 2 tháng là người ta đã kiếm lại được rồi, kiếm lại cái số vốn, và sau đó thì người ta sẽ nhận được lãi. Tất nhiên là độ bền của máy nó còn liên quan đến rất là nhiều, ví dụ như là cái điều kiện
xưởng này, rồi nhiệt độ môi trường, mà các bạn biết rồi, thời gian này là thời gian rất khó khăn cho Việt Nam bởi vì là quá nóng đúng không ạ? Nhất là khi nhà xưởng, khi mà nhiệt độ bên ngoài đã rất là nóng rồi mà khi máy nó chạy thì nó càng nóng hơn. Thế và nhưng mà cô nhớ rằng là cô đang có một cái đơn hàng, đó là một xưởng sản xuất, người ta là xưởng sản xuất khẩu trang y tế và người ta cần mua cái vải lọc đây này. Cái vải lọc đắt như thế mà người ta cần mua là 50 tấn trong một tháng. 50 tấn vải lọc trong một tháng các bạn ạ. Một tấn là 700 triệu. Một tấn là 700 triệu. Nhân với lại là 50 tấn. 35 tỷ. Người ta bỏ ra 35 tỷ một tháng để người ta mua cái vải lọc này, quá đắt cho nên là người ta quyết định đầu tư vào mua thiết bị và người ta sản xuất luôn. Thế và cái này đối với các bạn trẻ, khi mà các bạn bắt đầu đi dịch nhá, thì các bạn chú ý là liên quan đến giá cả là rất là cần thiết, rất là quan trọng. Nhưng có một vấn đề rất khó đối với chúng ta, đó là tiền Việt Nam quá, cái đơn vị tính nó lớn quá, thay to là so yi hen duo shi hou wo men shi nao zi fan ying bu guo lai jiu shi ne ge yue nan dun ling tai duo la so yi you shi hou wo men zhuan bu guo lai shang yi ci you ke ke jing li guo de yi ci jiu shuo 有一位北京的来的专家吧，然后他去乐天看到一条裙子，以为是一招700，算成人民币就是500多嘛，所以就买了，然后又用同事的卡刷的，然后同事突然接到电话说是被扣了5000人民币，然后说5000人民币我被偷了，我卡被偷了，就是5000，然后就要求那个服务台是服务那边是。服务平台是把卡给解冻掉，先候着。后来就发现，其实那条裙子不是一兆七百，而是17兆。那17兆一条裙子不至于吧？你穿的也不能变得更美嘛？不退啊，因为那时候已经回国了嘛，怎么退啊？我去那边我也看过，他们看了看了有包，看了。500万就是5兆对吧？对对，我看很好看那个包。但是其实是50兆，买了？没有买。还好。后来看的是我没有卡，我是带钱的。所以很多时候我们身上没有带的太多钱是很。拿点钱人家都不够。对，那数，那5000万的想都想走了。所以各位同学，你们要注意哈，越南盾太多零了，很多时候我们是算错的，那个而且是我们算的从越南盾算成美金或者是人民币的时候，大家一定要注意哈。那好，今天上午Coco老师就跟大家分享这些。sáng nay thì cô xin phép được chia sẻ với các bạn một số những cái kiến thức để cho các bạn trẻ thấy được rằng là những cái gì mà các bạn đang học ấy, nó thực sự là nó rất là mỏng manh, nhưng mà cái này chẳng có cái gì là đáng để cho các bạn buồn cả, bởi vì là các bạn mới còn chưa bắt đầu bước vào cuộc sống, còn quá nhiều thứ để cho các bạn học hỏi và đang chờ các bạn ở phía trước. Quan trọng là các bạn có xác định được cái tinh thần để mà học hay không. Thế và chúc các bạn trẻ đó là các bạn có một cái định hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình. Rất nhiều bạn là bây giờ đang đại học năm thứ tư rồi, chuẩn bị ra trường và chuẩn bị phải xách vali rời khỏi Hà Nội rồi, thì vơ quàng vơ xiên vớm tạm một anh Hà Nội nào đó để kết hôn, thì cái này bây giờ không phải bây giờ mới có. Cái thời trước cô đi học đại học cũng đã có nhiều rồi. Thế và thời của cô cũng có nhiều lắm. Các bạn cứ cuối đến đại học năm thứ tư thì thấy các bạn vác bầu to tướng rồi để đi cũng là vớ quàng vớ xiên một anh nào đó. Nhưng cô nói như thế này, cơm thì nó phải từ từ nó mới chín, còn ép nó thì nó sẽ sống sượng. Cho nên là các bạn hãy cố gắng cho mình một cái cuộc sống, nếu như các bạn thực sự muốn cuộc sống của mình nó được bình yên thì các bạn không nên toan tính. Toan tính người tính không bằng trời tính. Vì thế cho nên là chúc các bạn, hy vọng là các bạn có những cái quyết định sáng suốt cho cuộc đời của mình. Chúc sức khỏe và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui.